đó là lời cảnh tỉnh cho mấy cái cô cứ đi mua bình nọ bình kia. Vú mình thì để cho con vú khổ thân, động tác mút vú nó mới tiết ra sữa. Chả có gì không chịu à? Trên cuộc đời này sinh ra là có cái vú. Tại vì em chưa chị em đã cho nó bú cái bình. Tại do lúc đầu về là em mua sữa đến mãi gần 1 tháng em mới có sữa. Chả có ai mới sinh ra 1 tháng mới có sữa cả. Các bạn này là trẻ tuổi cứ đi đua nhau mua bình nọ bình sữa lọ nữa kia, rồi ống hút nọ ống hút kia. Vú trực tiếp của mình thì không bú. Em bé của mình bú cái là xong, cứ đi mua bình nọ bình kia. Thế là nó có sự nhiều sự lựa chọn. Bởi vì bú này này, nó phải có sự lao động của nó mới bú được. Còn mà em mà cho bú bình ấy, cần gì lao động, bú sữa nó cứ thế nó xuống thôi, áp xe rồi đây này. Tí mẹ mà bú hút sữa. Bình này. Ôi sao căng thế? Để tới giờ hút sữa mà. Tại sao em sang cho con bú sữa thì sao phải hút sữa? Tại nó sưng lên quá, với lại cô nhà em á, mỗi lần nó bú thì nó lại không chịu. Chả có gì không chịu à? Trên cuộc đời này sinh ra là có cái vú. Tại vì em chưa chị em đã cho nó bú cái bình. Tại do lúc đầu về là em mua sữa đến mãi gần 1 tháng em mới có sữa. Chả có ai mới sinh ra 1 tháng mới có sữa cả. Các bạn này là trẻ tuổi cứ đi đua nhau mua bình nọ bình sữa lọ nữa kia, rồi ống hút nọ ống hút kia. Vú trực tiếp của mình thì không bú. Em bé của mình bú cái là xong, cứ đi mua bình nọ bình kia. Thế là nó có sự nhiều sự lựa chọn. Bởi vì bú này này, nó phải có sự lao động của nó mới bú được. Còn mà em mà cho bú bình ấy, cần gì lao động, bú sữa nó cứ thế nó xuống thôi, áp xe rồi đây này. Em nhìn thấy không? Đây, so sánh hai bên này. Đây là bú bình thường. Nhưng mà rất nhiều sữa ở đây nha, đang căng, rất là căng sữa. Đấy, em nhìn thấy không đã này. Rồi, so sánh bên này. Đây, đen đen kìa thấy không? Mủ trong đấy không á. Áp xe rồi bé ạ. Khổ thân quá, áp xe là đau hơn đi mổ lấy thai cho em biết trước. Uống kháng sinh chưa? Dạ rồi, có kê đơn cho nó hết. Uống này là ai khám à? Bây giờ muốn giải quyết cái này em phải đi vắt sữa hết đi. Tại vì đây toàn sữa mà. Cái này thì nếu mà đã uống kháng sinh rồi thì bây giờ rạch thôi. Áp xe này phải rạch. Tại vì không có cơ chế nào mà nó hấp thu toàn bộ mủ được cho mình cả. Mủ đi đâu đúng không? Mình phải lấy ra đấy, thấy chưa? Em uống kháng sinh rồi đúng không? Cho uống kháng sinh rồi đúng không? Toa là cái gì ấy thêm ơi? Toa của cái cô này là cái gì rồi? Đấy, sữa bị căng áp xe này. Bạn này á, là bị tại vì biết sao, cái bình sữa của mình không thể đảm bảo sạch sẽ 100% được. Người ta bú sữa mẹ hoàn toàn không hoặc ít, áp xe vô cùng. Bởi vì lau vú cái thì con áp vào vú mình bú luôn thì nó không có nguy cơ nhiễm nhiễm trùng. Ok, áp xe đấy. Thì bây giờ em phải làm thế nào? Vắt sữa đi. Vắt sữa đi rồi em mới rạch được nhé. Em làm sao cho hai vú của em mềm đi đã. Chứ còn không thì sữa căng cái này ấy. Đấy, chịu khó bây giờ đi vắt sữa. Uống thuốc giảm đau thôi. Xong tí nữa rạch vú. Nhà em ở tận Đức Trọng à? Không, ở dưới Linh rồi. Thế giờ con em ở dưới đấy à? Bây giờ em phải vắt sữa hết đi, sau đấy thì rạch nhá. Cái này áp xe này không có hút được đâu. Áp xe này mủ nó đặc. Mủ nó đặc cho nên là mình phải hút. À xin lỗi, mình phải rạch. Rạch đâu khoảng nửa phân được một phân, xong mình bóp ra, cứ cho nó mủ nó ra hết đi. Bây giờ bây giờ hút lâu lắm ấy. Em cho con nửa tí. Hút rồi còn phải uống thuốc giảm đau. Đúng rồi, bây giờ em đi hút sữa. Ở đây mà hút này. Chứ bạn này áp xe vú nặng luôn rồi, nhiều mủ ở trong lắm. Đấy, đang giải thích cho bạn này là tại sao cái bình sữa của mình nó bị như thế. Bởi vì mình đâu có biết được cái kia mình tay của mình dơ hay là cái ống hút kia nói đâu. Thế là bị tắc sữa vào cái thì là vi khuẩn nó vào, nó làm cho mình bị áp xe đấy. Đó là lời cảnh tỉnh cho mấy cái cô cứ đi mua bình nọ bình kia. Vú mình thì để cho con bú khổ thân. Cứ cho con ban đầu luôn là phải bú sữa luôn em ạ. Không cần phải có sữa mới cho uống. Động tác mút vú nó mới tiết ra sữa. Để hôm sau chị giảng về cái sữa mẹ. Nhưng mà vấn đề áp xe rồi, phải giải quyết thôi.